Space Speakers trong MV A Veil of Mist, chất nhạc khác biệt tạo nên tổ chức dị biệt. Vào tối ngày 31 tháng 11, Space Speakers tung MV A Veil of Mist, sản phẩm là phát súng mở đầu cho chuỗi dự án album và live concert của nhóm. Đây là sản phẩm quy tụ trọn vẹn 11 nghệ sĩ Space Speakers thông qua vai trò hát, rapper, sản xuất âm nhạc và cá mèo. Một chặng đường dài của Space Speakers được gói gọn trong hơn 5 phút, vừa đượm buồn, vừa bùng nổ. A Veil of Mist là ca khúc rap với rap trên hip hop, hội tụ một loạt chất liệu, phong cách đặc trưng của từng nghệ sĩ, flow của Bang, melody của Justati, giọng hát của Subin và màn fast flow của Rimastic. Hai phân đoạn phối khí bởi Tuliver cùng Slim cũng mang đến khán giả hai cung bậc cảm xúc khác biệt. Bản phối của Tuliver bùng nổ với bassline kích thích tai nghe khán giả và cũng là sở trường bấy lâu của nam producer. Trong khi đó, Slim sử dụng âm thanh chủ đạo từ các nhạc cụ dây, tạo nên âm hưởng cổ điển góp phần đưa sự cao trào, Jarrett đến đỉnh điểm. Như tên gọi A Veil of Mist tạm dịch, phía sau màn sương, đây là ca khúc thể hiện tinh thần anh em, luôn tìm thấy sự kết nối bất chấp gian khó giữa các thành viên Space Speakers sau 11 năm đứng chung một con thuyền. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới ngồi lại để cùng làm một ca khúc. Đa số các thành viên đều có gia đình, việc riêng, nhưng sao tất cả chúng tôi vẫn tìm được nhau, đó cũng là ý nghĩa của ca khúc, Tuliver chia sẻ thêm. Về phần hình ảnh, sản phẩm mang hai gam màu chủ đạo đen trắng, đậm nét u buồn. Trong đó, khung cảnh 11 nét mực thả xuống bức tranh và một cô gái dùng các động tác vũ đạo để hòa trộn các nét mực thành một. Tượng trưng cho việc 11 nghệ sĩ Space Speakers là đều có cá tính riêng nhưng luôn biết cách để hòa hợp thành một khối. Giải thích thêm về MV, đạo diễn Kiên ứng cho hay, MV đưa khán giả du hành vào câu chuyện của từng thành viên Space Speakers. Ở đó, chúng tôi không phô bày kỹ thuật, dàn dựng quá phô với mục đích để khán giả thưởng thức đúng màu sắc, cá tính của Space Speakers. Khung cảnh trong MV mù mịt, nhưng ở điểm cần sáng trong MV vẫn sáng, và điểm ở đây chính là nghệ sĩ. A Veil of Mist là sản phẩm mở đầu cho chuỗi dự án album Code MIC và live concert cùng tên của Space Speakers. Sau A Veil of Mist, trọn vẹn 11 ca khúc trong album Code MIC sẽ được ra mắt sau ngày 15 tháng 11. Trước đó vào ngày 12 tháng 11, Space Speakers sẽ tổ chức Code MIC live concert để kỷ niệm 11 năm hoạt động. Diễn ra tại nhà thi đấu quân khu 7 và hứa hẹn thu hút 5.000 khán giả. Đây sẽ là dịp 11 nghệ sĩ cùng đứng chung một sân khấu lớn để tạo nên bữa tiệc âm nhạc hoành tráng cho dịp cuối năm 2022. Qua phần dàn dựng của đạo diễn Việt Tú, live show không có sân khấu cụ thể mà được thay bằng không gian biểu diễn. Ở đó, các khán giả sẽ được nhập vai vào từng tiết mục, không thể đoán trước sân khấu xuất hiện ở đâu. Nhóm nhạc có 1-0-2 ở Việt Nam 11 năm trước, Space Speakers được thành lập từ những chàng trai, cô gái đam mê hip-hop ở Hà Nội. Tuliver, Justati, Kimis, Kiên Ứng, Subin, Cường Seven và Triple D là những thành viên thở sơ khai của chiếc loa không gian. Sau đó, Bing, T-I-N-L-E, Slim lần lượt gia nhập, hoàn thiện đội hình 11 thành viên của Space Speakers. Những chàng trai, cô gái tuổi teen đam mê hip-hop ngày ấy nay đã là nghệ sĩ có chỗ đứng. Sau 11 năm, Space Speakers là nhóm hiếm hoi xuất thân từ underground, đứng sừng sững trên thị trường nhạc Việt và vẫn kiên định với màu sắc âm nhạc rap trên hip-hop, R&B. Space Speakers đặc biệt ở chỗ, các thành viên không hoạt động theo mô hình của nhóm nhạc đơn thuần. Mỗi nghệ sĩ là một mảnh ghép, đều tập trung cho sự nghiệp cá nhân, nhưng luôn lấy tinh thần Brotherhood, Never Sleep của Space Speakers làm kim chỉ nam. Đến một thời điểm thích hợp, từng mảnh ghép của Space Speakers sẽ hợp lại thành một để duy trì bản sắc âm nhạc của nhóm. MV Everyday ra mắt năm 2018 là sản phẩm đầu tiên quy tụ tất cả thành viên Space Speakers. Đến năm 2022, khi đội hình Space Speakers tăng lên 11 người, MV A Veil of Mist là dấu mốc đánh dấu màn quy tụ tiếp theo của các thành viên. Sau đó, tất cả cùng hợp lực để phát hành album đầu tiên sau 11 năm và tổ chức Code MIC Live Concert, âm nhạc cây nhà lá vườn. 11 nghệ sĩ Space Speakers đều có sự nghiệp riêng nhưng khi cần, họ hợp thành một để tạo ra sản phẩm chỉn chu như A Veil of Mist. Khi 11 nghệ sĩ Space Speakers hợp lực, một dây chuyền sản xuất khủng hình thành. Đó là các vai trò, sáng tác, hát, rap, hòa âm, phối khí, mix mastering và đạo diễn. MV A Veil of Mist là sản phẩm phức tạp nhất mà Space Speakers tạo ra. Về âm nhạc, đây là ca khúc mang màu sắc R&B, rap trên hip-hop. Tuliver và Slim cùng phối khí cho A Veil of Mist với hai chất liệu riêng biệt.
Tolliver là bassline nặng đô, còn Slim là những âm thanh bắt tai của strings bộ dây. Bing, Justati, Subin và Rimastic mỗi người sáng tác một phân đoạn và khi kết hợp lại là sự hoàn hảo. Đạo diễn kiên ứng như thường lệ là linh hồn của các MV mang đậm màu sắc Space Speakers. Dàn cá mèo với 11 nghệ sĩ cùng tham gia sản xuất là đội quân đặc biệt hùng hậu, hiếm có trong các sản phẩm âm nhạc. Với chừng đó khâu cho sản xuất âm nhạc, ca sĩ trên rapper thể hiện và sản xuất MV Space Speakers đã làm bằng 100% cây nhà lá vườn. Sau chừng đó năm, các nghệ sĩ Space Speakers vẫn quy tụ để cùng làm một sản phẩm. Đó là thứ rất khác biệt ở thị trường này. Vẫn là màu âm nhạc không lẫn vào đâu của Space Speakers và họ tạo nên mọi thứ. Hy vọng đội hình 11 thành viên của Space Speakers sẽ còn gắn bó với nhau thêm nhiều năm nữa, một khán giả bình luận. Minh, Justati, Subin và Rimastic là những nghệ sĩ trực tiếp góp giọng trong Avail of Mist. Nhưng vai trò của Tolliver và Slim không mờ nhạt. Sự góp mặt của Kimmich, Triple D, Cường 7, TINLE và Kiên ứng trong mỗi phân đoạn ở MV đều mang dấu ấn riêng. Cảnh 11 nghệ sĩ cầm ô dù, dưới cơn mưa như chút nước là tất cả những gì Space Speakers muốn gửi gắm qua MV Avail of Mist. Space Speakers chỉ trọn vẹn khi có đủ 11 thành viên.